Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu có mặt tại quận 7. Và hôm nay Phước Sửu đang ngồi với lại chị Huỳnh Hoa và Thanh Huy, là những cái người gọi là best seller và bán bất động sản cũng có kinh nghiệm khoảng hơn 10 năm rồi. Hôm nay thì Phước Sửu có dịp ngồi trao đổi và gọi là lấy một ít thông tin trao đổi với lại anh chị để biết thời điểm này tình hình bất động sản thời điểm này ở quận 7 hoặc là tình hình chung của bất động sản của Sài Gòn nó có gì sôi động hay không á. Thì chị Quỳnh Hoa cho em hỏi là chị thấy thời điểm này trong những cái tháng giữa năm của 2022 này thì tình hình bất động sản nó có sôi động hay không, hoặc là nó có chiều hướng lên xuống như thế nào không vậy chị Huỳnh Hoa? Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì để trả lời câu hỏi của Phước Sửu thì theo mình đánh giá thì tình hình bất động sản hiện nay thì cũng đang chậm vì do một số thông tin về ngân hàng cũng hạn chế về rung tín dụng cho vay, nên nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó về thị trường bất động sản. Vì người dân của mình thường hay mua bất động sản là có sử dụng đòn bẩy ngân hàng, nên là cái tình hình giao dịch bất động sản bị đứng lại. Cảm ơn chị Huỳnh Hoa rất nhiều. Thanh Huy ơi, cho mình hỏi tí xíu là theo như Huy cảm nhận á, thời điểm này thì khách hàng sẽ dịch chuyển gọi là tìm mua bất động sản ở nơi đâu á, thì Huy có thể là chia sẻ cho mọi người biết được là cái phân khúc và cái thị trường và cái tài chính của khách hàng là lựa chọn khi là mua bất động sản tại thời điểm này á Huy. Dạ, chào anh Sửu, chào các bạn trên kênh. Thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì trước cái giống như là qua một cái thời gian mà tình hình dịch bệnh thì cái dòng tiền gần như là trước đó thì đổ vào cái ngành chứng khoán, cái ngành tài chính, thì khách hàng đa phần họ sử dụng trong cái khoảng thời gian mà dịch bệnh. Còn sau cái thời điểm mà mở rộng được cái nới giãn xã hội ra thì gần như là khách hàng đang đổ cái nguồn về đầu tư về kinh doanh ở bên ngoài đó, thì cái để cho cái khoảng thời gian mà bất động sản nó sẽ hoạt động nhộn nhịp trở lại trong tiếp theo, đó là cũng phải cần một cái khoảng thời gian cũng tương đối là có thể là trung bình chứ không đến nỗi là ngắn đó. Thì trong cái khoảng thời gian chờ này thì cũng có thể một số khách hàng họ chuyển hướng sang họ đầu tư bất động sản, thì cái hướng mà mình đang đánh giá cao đó là cái vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh, như là một số cái phân khúc như là đất nền thì giá trị tầm trung bình đổ lại. Trung bình là khoảng bao nhiêu vậy Thanh Huy? Mình nghĩ là khoảng tầm 3 tỷ đổ lại về cái dòng đất nền đó, thì thời điểm này sẽ là cái thời điểm tốt để cho khách hàng đầu tư về hướng đó. Còn về cái dòng mà cao cấp hay là những cái phân khúc hạng sang thì cũng cái dòng tài chính có lẽ là ảnh hưởng một phần là do là từ thị trường tài chính ở thị trường thẳng luôn là thị trường chứng khoán cũng như là thị trường tiền số, nó đang đa phần khách hàng đang bị lỗ về cái khâu đó, thì cùng khoảng thời gian chắc phải đợi thêm một thời gian nữa để cho cân đối được cái nguồn tài chính lại, thì cái dòng cao cấp với lại ở phân khúc trung tâm nó sẽ nhộn nhịp trở lại. Thì Thanh Huy cho mình hỏi chính xác những cái dòng tiền mà khách hàng đang đổ vào từ khoảng 3 tỷ thì cụ thể là những tỉnh nào thì khách hàng đang mua bán là sôi động và dòng tiền đang đổ vào á? Theo cái Huy đánh giá về cái hướng mình so ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ở những cái vùng quen của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thì mình đánh giá về cái hướng mà khu Nam Sài Gòn với lại khu Tây ở hướng mà Củ Chi, hoặc là hướng qua hướng Long An mà hướng về Củ Chi, hướng bên đó với lại Đức Hòa, Đức Huệ, phải không? Đức Huệ, Cần Giuộc ha. Hiệp Phước, Cần Giuộc rồi này nọ, thì đây là những cái phân khúc mà khách hàng có thể tập trung về hướng đó để tìm cái hướng đầu tư tốt cho mình. Tại vì trong đánh giá những cái vùng ven Sài Gòn thì cái giá trị mà ở khu vực này thì còn có thể đầu tư được. Thanh Huy nghĩ như thế nào khi là cũng cái thị trường phân khúc nhỏ vừa phải như vậy á, mà ở thị trường Long Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, thì Huy nghĩ như thế nào? Ở Long Thành và Bà Rịa Vũng Tàu thì đánh giá về cái giá trị mà về để đầu tư cái hướng đó nó sẽ cao hơn hướng Long An. Nhưng mà về cái hướng Long An thì mình vẫn thích cái hướng này hơn. Nó là gần trung tâm hơn phải không?
để mà kết nối về cái hướng mình đánh giá về cái tiến độ về những cái công trình ví dụ như sân bay Long Thành rồi này nọ để mà hình thành luôn thì nó lâu, nó lâu và mình phải cần cái hướng là những cái hướng vành đai giáp cái vùng ở vành đai ba hướng Long An bên này được hoàn thiện xong đến lứt Long Thành rồi này xong rồi đến sân bay Long Thành thì nó mình vẫn đầu tư theo hướng kịp. Coi như là nó sẽ rút ngắn thời gian đầu tư hơn so với lại cái hướng gọi là hướng Bà Rịa Vũng Tàu, đúng không? Đúng. Rồi cảm ơn Huy rất là nhiều. Và quay lại câu hỏi thì mình hỏi chị Huỳnh Hoa một tí xíu. Thì khi trước là có một số dòng bất động sản là căn hộ hạng sang và gọi là những năm trước là ồ ạt là chủ đầu tư là tung ra rất là nhiều sản phẩm. Thì gần đây những cái dòng sản phẩm đó có còn là cái sự lựa chọn của khách hàng hay không, hay là khách hàng sẽ chuyển dịch vào một cái loại phân khúc căn hộ thấp cấp hơn? Thì chị Huỳnh Hoa có thể chia sẻ cho mọi người biết rõ được cái phân khúc thời điểm này và sắp tới người dân sẽ lựa chọn đối với căn hộ xung quanh của Sài Gòn hay không? Theo mình thì căn hộ hạng sang thì nó cũng có những cái phân khúc khách hàng dành riêng. Và nói chung tình hình thì hiện nay thì có một quy định của nhà nước mình là căn hộ có thể là ra sổ hồng 50 năm. Thì đây cũng là một cái hạn chế để khách hàng suy nghĩ về việc mà mua căn hộ của mình. Thì so với cái thị trường căn hộ mà hiện nay thì giá nó đã lên quá cao rồi. Và nhà đầu tư người ta đang cũng rất là phân vân để mà mua căn hộ để ở hoặc là đầu tư. Thì cái tỷ suất sinh lời của nó đã không còn như trước đây nữa. Chính xác. Cảm ơn chị Huỳnh Hoa rất nhiều. Những cái phân khúc căn hộ hạng sang thì bây giờ như chị Huỳnh Hoa thì đang giảm bớt, và một số cái phân khúc gọi là cũng căn hộ nhưng mà nó thấp hơn, chi phí vừa phải, tầm tiền có thể dao động tầm khoảng từ 1,5 đến 3 tỷ. Và một số cái dòng bất động căn hộ bây giờ nó dạng như là theo cái trend, theo trào lưu, giống như là căn hộ suối khoáng nóng hoặc là căn hộ những cái bắt trend kịp thời và giống như là phù hợp với tình hình Covid, phải không chị? Những cái sản phẩm đó bây giờ cũng đang bắt trend và cũng đang được rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Thì theo chị sắp tới cái nguồn cung của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh nguồn cung về cái dòng sản phẩm căn hộ là tầm khoảng 1 đến 3 tỷ còn hay không, và nó có thể là ở gần trung tâm hay không? Hiện tại thì mình thấy là trên thị trường bây giờ là cái nguồn cung căn hộ mà tầm trung 1 đến 3 tỷ thì hình như không còn nữa. Chính xác. Giá bây giờ là đã đội lên rất là cao rồi. Ở trung tâm thì nó tầm khoảng là 70 đến 80 triệu một mét. Đó thì nếu như mà ai mà có muốn mua căn hộ thì giờ chỉ là sẽ ra vùng ven, ví dụ như là Vin quận 9 hoặc là Bình Dương thì cái tầm giá nó còn thấp. Đó thì ví dụ như mà mình bây giờ cái để mà cái nguồn căn hộ đó nó thu hút được khách hàng thì chủ đầu tư phải đưa ra được cái chính sách thanh toán thật là hấp dẫn, dòng tiền người ta không đầu tư quá nhiều thì mới là người ta mới suy nghĩ đến là đầu tư căn hộ. Chính xác. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị Huỳnh Hoa và anh Thanh Huy đã chia sẻ rất là nhiều thông tin bổ ích cho cái kênh, để cho mọi người có thể sắp tới có một cái gọi là thông tin tốt để có thể là mạnh dạn đầu tư và chọn cái phân khúc và thị trường của mình phù hợp nhất. Rồi xin cảm ơn kênh, mọi người đã xem kênh, và hẹn mọi người gặp lại ở một video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.